Bạn sức đấy, này cứ chơi video để mà hãy chạy tường nâng comment hay nâng color nâng cái nông xì ạ. Này chạy tường nâng comment. Comment miễn phí thì mới chạy tường nâng comment inline, nâng mới chết chạy tường nâng comment block line. Chúng tôi nè, miễn nâng cái nông phần nông visual code cứ dồn mong. Miễn xin tạo mơ. Ở đây là tầng học này nếu phở nếu có visual code đó mới đăng thả tại cái phở sốt khá đấy khá nếu học này cho edit mà ok này chẳng có nâng chuẩn này cứ miền control slash nâng C R S ok cái này nhóm chẳng đã xây comment tiết tôn nâng nhóm bà chìa phố cái đã xây comment nếu bây giờ đã xây bà chìa thả ta cái này nó mình ăn này thì mấy rồi dùng trong nốt cho nên mấy tiết tới nếu về dùng run code rồi có post via tới cứ via ở bên đây thì comment nó cứ via ở phải chạy đọc code dùng xin cho tê tại bởi xanh thì dùng ở đây xây comment tế về để dùng ở mơ project bởi dùng vĩnh cứ dùng một cách chạy đăng ở đây anh nhưng phải chạy thả inline inline CS chúng nhom vì thế này tầng học này bạn đang bị sort khá đấy nhom trong phở inline nhom control slash máu ok cái này dừng này tầng học này ai phở control slash các bạn con six r a các bạn được kia tới ưu tiên không cả này nè nhom trong comment đằng pi nè bây giờ này nhom phở anh ấy được kia này dừng trong phở control slash các bạn rồi control CLA các bạn này. Bắt đầu bây giờ đã comment thấy chân chân chọn đọc anh đang chưa comment mình. Có thể nhóm comment lại này chọn đọc với những cái chọn xin tạo vì rồi có shortcut việt đài mà control slash win. Ok cái này nhé có đôi khi này nhưng còn là mạc vì máu. Có thể nhóm nhóm mà chọn comment mạc mà chua đi tê. Chân nhóm chọn mạc tàn tàn đi nhóm chân nhóm chọn CLA mà bạn ta bởi dân chơi control slash cứ dân mark mà bởi tỏa trong mong anh nâng cứ chụp hiệp khóc như tiệm tôn nâng inline comment nâng block line comment ok ưu tiên nhóm trong comment thầm đi chân nhóm bởi dân phở control chế control slash cứ tỏa trong mong nhóm trong phở comment đặt lại nâng đi ok nâng bởi nhóm trong đọc mình dương phở control slash nâng cơ bản này bạn nên bị ạch xe ô tô đấy bởi nhóm chứng nhưng khai muốn chạy tôi nâng comment cứ vì mình tập 2 thế cứ mới mình inline comment nâng block line comment hay chung phố shortcut IDE mùi mới anh nâng viên prai pro tại vì dù code đưa nhóm bạn phải hành tập vô ấy nè ok chứng cho color bằng tới này cứ chỉ color, đây mình text color, mình background color, ok, chúng mà background color dùng phở attribute bao nhiêu chúng mà background color hay dùng chơi được color nào mới, chúng bây giờ này dùng phở text color dùng phở color mà chúng bị bỏ color ngoài text, chạy thông border, anh ấy cứ mini border, anh ấy cứ chơi tổng hợp border solid anh ấy cứ chơi được bò chúng bố này tổng hợp này hãy đi mang chỉ phở solid phở ai tiết anh ấy nhớ đọc này ai inspect mơ được nông google chrome thớ rồi còn này tổng hợp này đăng phí là bị inspect ai request mà nhóm máu comment càng khổ mơ ok nhưng nhóm test thử này máu nhóm copy color này máu bên này mới tiết để bài hành hay chúng tôi color để support này cứ miền mà hold đó là mà rồi size substandard color chẳng này đọc này đang miền color khác à chọn lựa link nào mà nhóm cho làm sao đây ok chứ nhóm bị chạy lại này áo ấy
Nhưng đâu bò đi bò nhầm thế. Ok. Này cứ chế bộ phết đầy dương phở RGB. Chính dương phở RGB à ní cứ dương cùng nặng đầm lại ở vì đầy mình RGB hết đầm lại. Này cứ chế tạ tương nâng bộ phết đầy mình. Ok, nhưng mà bạc màu quên máu. Ta nâng keyword với kịp hợi. À nâng cứ chế value bảo vĩa. Chỉ hexa. Chân cái này nè, tôi có nghĩa là phở này các bạn này. Rồi có mối tiết. Nhưng mà bạn có bị ọt score. Rồi có nghĩa là tôi có nghĩa là phở AS hay bottom line vì. Rồi có nghĩa là phở RGBA các bạn. ASLA các bạn. Chúng tôi có nghĩa mỗi tiết ai phở cho vô color của bạn này. Ok, chúng sử dụng một vấn đề tôn nâng color nâng cứ này, cứ vì ai mình một phết phở color nhưng ai phở vì chữ chúa hơi rồi có chỉ value bảo vệ nhưng mình một phết RGB, mình hex, mình HSL tại chữ tư tớ đại phía chờ này kế phở mình ta chúa hay nâng attribute nè, đại mình nằm lại nè đại kế phở phía chờ. À nó mình mình thay vào cốt áp xem xin chết cái phở vì ở sài lửa style rồi có đầm rơi cá rồi có cái tam mà ịp xin chết à nó cứ chỉ cả chơi rất pra rồi bỏ developer mùi mùi bạn xong vào cuốn xem nhạc cá tôi xin video này.